Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khả năm ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi cái tranh giành top hạng băng hộ cũng như là cá nhân ngày hôm nay nha mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào cho anh em xem nha anh em. Nói chung thì tính sơ qua thì ở tháng này thì băng ngáo cũng đã có thành tích khá là tốt nè mọi người. Và sau khi kết thúc tròn 25 ngày đua top thì băng ngáo là có cho mình top 3 nè mọi người. Top 3 với 183.853 vật phẩm. Và mình đã thành công vượt qua được thiên hạ với 159 và vượt qua được băng tơ 149 cho năm đó. Nói chung thì cũng khá là xuất sắc này mà. Ở những giai đoạn đầu tiên thì cứ ngỡ là không thể nào lên nổi, tại vì băng thiên hạ với là băng tơ cũng là một trong những băng khá là khỏe này mà, họ tranh giành tài nguyên khá tốt. Và không ngờ đến việc là ngáo đã vượt qua được lên top 3 nè. Và ngày hôm nay thì chúng ta xin chúc mừng băng L có cho mình top 1 với 284.222 vật phẩm, băng thiên với 186.261 vật phẩm, và băng ngáo là có cho mình 183.853 vật phẩm, và ban thiên hạ có cho mình 159.492 vật phẩm, và băng tơ top 5 có cho mình 149.736 vật phẩm, băng X top 6 125.000, và băng AE top 7 với 83.000, và băng S top 8 với 69.000, và băng Ma giáo với top 9 57.000, và băng X quên băng K có cho mình 54.000. Thì tóm sơ qua 10 băng hội thì băng Khải cũng được top 3 nha năm. Rồi. Và bây giờ chúng ta cùng trở về với phần khu vực cá nhân. Liệu thứ cao thủ nào sẽ nắm top cá nhân từ 1 đến 10 nha năm. Đầu tiên thì chúng ta có mình đó là gà con với 227k vật phẩm cá nhân. Với 227k này tương đương là chúng ta cùng thu giá ở server thì khoảng trung bình khoảng 0.7 đi. 0.7 thì hiện tại này bỏ cho mình ra là khoảng 10 triệu đây mà. 158 kim. 158 rồi, 227.000 nè. 316 nè. Nhân cho mua giá 0.7, nhân cho 0.7 thì hết bao nhiêu kim? 159 kim rồi mọi người. 159.121 xu, nói chung là 159 kim là tương đương khoảng 10 triệu này mà, khoảng 10 triệu top 1. Top 2 là 174 là MR Thiện. Nhân cho 0.7 server thì sẽ tốn hết một khoảng 121 kim. Và ông giáo top 3 khoảng tương đương khoảng 120 mấy kim này mà. Tránh server 162 top 4 cũng tương đương hơn 100 kim. Và dư trợ cầu 125 ngàn, dư trợ cầu 125 ngàn tròn thì tương đương nó 0.7 thì nó sẽ vui bao nhiêu kim, khoảng 87 kim. Rồi December nghe mi 100k thì December 97k, Melody top 8 48k, và December top 9 48k, và mèo con 29k. Thì tính ra thì gà con là top 1, mèo con là top 10 là cũng một người nha nè. Còn bên này chúng ta thấy top của Thiện December với lại December khá nhiều. Thiện thì có 3 top 6, 7, 9. Và ông giáo top 3 và một Thiện nữa. Tính ra Thiện là 4 top lận đây mà. Thiện top 2, top 7, top 8. Thiện là đúng rồi, top 2, top 6 và top 9. Thì nó ra là 9 nè, 7 nè, 6. Nói chung thì nó 4 top lận. Ông giáo là top 3 và chánh là top 4, chưa được cầu top 5. Và Melody top 8. Rồi, chung sơ qua 8 top thì chúng ta thấy gà con đang lấy cho mình top 1 và top 2. Thiện thì lấy cho mình top 2, top 6, top 7 và top 9. Rồi, đó là những cao thủ họ nộp khá là nhiều top. Còn lại là như cá nhân như là ông giáo này top 3 này, chánh top 4 này, chưa gọi top 5, và top 8 là Melody hết nha năm, 10 top. Rồi, nói chung thì ngày hôm nay thì anh em đã xem sơ qua cái top ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc đua top tháng 5 nha năm ơi, và tiếp tục sẽ chờ đợi đến mùa đua top tiếp theo, đó là top tháng 6 nha mọi người. Và không như hơn thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay, và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và chúng ta xin chúc mừng bác ba ngáo là lên top 3 thành công nha năm ơi. Cố gắng lên top 2 mà không kịp nữa mà. Nói chung là nó không đủ vật phẩm nó nộp nữa em ơi, hết rồi, đuối rồi. Rồi, bye bye mọi người nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Nhớ like chia sẻ ủng hộ mạnh nha anh em.